Đây nha mọi người nhá, đồ ong đây này. Đấy, mình sẽ zoom lên cho mọi người xem. Đấy, mọi người thấy chưa? Đồ này khá là to, tôi chắc được 3 tầng. Ở chỗ mình gọi là 3 tầng, còn ở trong Nam người ta gọi là tổ này, tổ 3, à, tổ 2 lầu ấy mọi người ạ. Ui ui, cẩn thận. Mày cho bác ấy mặc cẩn thận nào. Bác xem xong có bị bục không nhá, tại vì cái áo này là mới cho mượn ấy. Không đội vào nó đốt chết. Đấy mọi người, kiểm tra từng chút một ở đoạn thường thường hay ở đoạn đùi đấy Việt ạ. Đùi. Tí nữa Việt nó sẽ chưa bụi cây, nó quay cho mọi người xem. Không biết là lúc ra có an toàn không, mà cái dòng ong rất là hung dữ. Mũi đốt. Ai mà mày mặc không mặc cẩn thận, người ta mặc quần dài thế này vào cho đỡ bị xía, bị muỗi nó tránh muỗi. Hôm nay trời rất là mát luôn mọi người ạ. Dập mát nó không bị nắng. Bác ấy thoải mái không? Đưa cưa bác từ từ. Kiểm tra đã bác ơi. Ô từ từ. Đưa cho cháu xem đoạn đầu, từ từ. Quay người đấy. Không. Cho cái đầu vuông em ơi. Đấy, ok. Kiểm tra đoạn đùi ấy. Bác sạng chân em à. Đoạn đùi dìa đùi ấy. Ôi, lỗ kìa, nhìn chưa? Vâng. Này. Không sao. Cái này phải có cái băng dính. Mày cứ không sao. Mày cứ bảo không sao đi. Trời. Thế không có quay không? Quay. Đấy. Chui trong bụi này. Xong rồi dí ra. Đi nha mọi người nha. Anh Bành sẽ đi cùng bác Vinh để... Đấy, để em... Để bị ong đốt mọi người nha. Đấy kế. Đúng rồi. Đó, động cổ rồi. Ủa, ong cổ. Ủa, nó đang bay ấy. Chui trong bụi đi. Ừ. Chui trong bụi đi em ơi. Đang bay. Vướng gì? Bác Vinh này đang cưa nha mọi người nhá. Bác Vinh à? Bác Vinh nhỏ. Chúng tổ hơn mọi người ạ. Tổ đang bay. Anh Bành chạy mất rồi mọi người. Sợ ơi chạy. Bố mình đứa em quay cho mọi người xem. Anh ơi. Mọi người nhá. Mình chui vào đây mình quay cho mọi người xem. Mình ngồi chỗ này này. Hơi mũi mọi người. Mình ngồi thẫn thờ cưa nhau nhé. Mình đang ở đây, mình đang zoom cho mọi người xem cái tổ ong này. Đã là nên. Mình sẽ quay tiếp mọi người xem nhá.
Đây nha mọi người nha. Đấy, Bác Vinh tìm được đạn đi xong tổ ong. Nó bay nha. Có vất vả. Đi. Đi nha. Đi thôi. Giờ bác sẽ mình đi nha. Đây này mọi người này, chuẩn bị dụng rồi mọi người ạ. Dụng đổ rồi đấy, đổ rồi đấy mọi người ạ. Đổ đấy. Nó bao phủ cái tổ này. Đậu ong mình sợ ướt lắm mọi người. Mũi đây đốt đau thì dính ở đây đốt cháy thịt luôn. Mũi thế mình ngồi đang ngồi cười đối. Đúng Bành ơi, anh Bành ơi, anh Bành, xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi như này mọi người nhé. Mỗi một miếng như này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Lại tiếp tục Bành ơi, thấy chưa? Cái nó có lau được không? Bành hết luôn.
rơi xuống từ cái mày giờ thì đi rồi mọi người nhá. Thôi Vinh ơi, thôi Vinh quay đây sao. Đi tiếp à? Tiếp tục. Chỗ đây. Rồi, xuống. Chạy à. Bóng phình giờ tiếp tục tổ này mà mình sợ lắm, mình phải chui đây ngồi đây. Vinh thì dân chuyên nghiệp bắt ong mà mình không thể đấu lại được bao nhiêu. Mày ở bao nhiêu có áo nhí này nhí cho nhí có ong chưa có ong đấy. Quay mọi người xem thế là quá à. Ông đốt xem nó bầu nó bóng nó bầu. Bành thì sợ mọi người ạ, không dám ra đây, mỗi mình dám ra quay thôi. Ông nó bay, nói chung là nó bay nhỏ. Cái gì bác Vinh ra thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá. Còn nó đốt mình chết mọi người, mình chạy đấy. Mình cho bắt xong rồi. Em được có vô mình nó làm vô hình. Con cho mình phải tiếp tục ra đây quay tiếp cho mọi người xem cái tổ này nhá mọi người nhá. Xem là nó mấy tầng. Banh banh banh. Ừ cười đi. Mấy tầng? Không còn 3 tầng rồi. Nhưng cũng nhiều nhộng. Nhiều nhộng ấy. Úi xời. Thợ bắt đầu 89 nha mọi người nha. Nóng không bác? Nóng chứ, không phải nóng. Ừ. Rất nhiều lợn luôn. Bị đốt à? Đốt đâu là phét. Ai, giờ vào ấy. Trời phét. Đây mọi người, nãy này. Bành hay đùa lắm mọi người. Đây mọi người. Ai sợ đấy. Cho hết. À à. Giờ à, xem đi, di chuyển địa điểm khác mọi người nhá. Có gì mình sẽ, mình với anh Bành sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhá mọi người nhá. Ôi mọi người ơi. Trên cái mèo này. Bánh ơi. Bánh đâu ấy. Bánh trưởng. Tổ ong này tổ ong gì ấy bác? Mỗi tí thôi. Làm gì có nhộng. Ông này không nhộng nữa. Được quá. Ôi.
Ở dưới đất hả bác? Ôi ôi ôi, đừng. Có chịu nhỉ? Bác qua đây, thoải mái. Bác qua đây. Bác đây, thoải mái đi. Vô tư quá. Cháu thuận sân đông đây. Ôi trời. Chạy chạy chạy. Điên à? Đột chết đấy. Tí bác Vinh ra quay tiếp cho mọi người xem nhá. Dạ. Hả? Cái lòng quá chín đấy. Ăn trộm mèo bác Tài đánh chết đấy. Mọi người nhá. Ít xời bác Vinh. Thợ xà lông ấy nó phải như thế chứ. Đây, quay tiếp cho mọi người xem này. Cận gai ấy nó. Làm gì tật thế? Nó làm theo cái viên gạch ở lỗ. Làm cái lỗ nhỏ nhỏ anh nhỉ? Hai tầng. Hai tầng. Úi trời ơi. Như kiểu là mới được cứu ấy. Thủy hóc rồi, mất cái chỗ này. Tí cầm vào thôi. Sao? Anh Mạnh mà là nhãn này to cực luôn. Chỗ mình không ai mua. Mua vài mua nhãn là mới được mua mà không ai mua. Mua nhưng mà nó rẻ. Hết xăng không? Giờ tiếp tục cuộc hành trình nhá mọi người nhá. Quay tiếp có gì quay tiếp cho mọi người xem nhá. Nhá mọi người nhá. Lại tiếp tục tổ tiếp theo. Các cho mình. Bác Vinh chuẩn bị trèo. Tổ ơi, tổ trên kia nhau rồi. Tổ kia là bên là ngay. Bác Vinh có một cái tật là rất thích ăn nông. Nên lúc nào ông rủ mình đi anh Đành đi. Từ chiều rồi. Từ lúc chiều không ạ? Đành thì chắc là chạy. Sợ quá là chạy đi luôn. Mình nhớ lại mình quay rồi. Động rồi đấy. Nó bay hít luôn. Tổ ngay mỗi là tổ. Vinh trèo. Cẩn thận cành ấy mục đấy bác ạ. Phình thở ấy. Quá là ok nha. Trèo cao. Phình trèo. Một cái áo này trèo rất khó. Có gì thì tí mất Vinh xuống mình sẽ quay tiếp mọi người xem nhé. Mấy tầng ấy? Ui, được đấy. Còn mấy tầng? Ui, 3 tầng. Cho đây nhé mọi người nhá. Vậy là giờ là... Ây da. Ai? Còn nào? Thế thêm được. Ngồi đứng in. Thế mọi người nhá. Bọc Vinh. Từ rồi cái áo. Bất chân nào đằng sau cháu không? Không. Không. Cái áo đi. Mũi. Mũi. Khó thở lắm. Leo lên mệt thì chả khó. Đấy, giờ là về thôi mọi người nhá. Về nhà thôi mọi người.
Ui trời ơi. Dạ bộ hóa thở. Đến vậy là cởi ra đi về bác. Ô đi về. Đi về. Về nhá. Về rồi cởi. Ờ cái video của gia đình nhà mình xin tặng dừng tại đây thôi mọi người nhá. Mọi người xem video nhớ là đăng ký kênh hộ chút cái em cho Teo sắp vào thủ phục. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhá.